tiệc bữa nay là hình như là đâu có cho động vật đâu mà sao hay có sừng thú hát trời. Ông khách mời bữa nay có đem cho thú cưng nữa. Và kính thưa quý vị, một năm vừa qua phải nói là có quá nhiều những sự kiện, quá nhiều những sự biến diễn ra. Vậy nên chúng ta chắc chắn ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn chia sẻ và tâm sự. Có nhiều người than rằng năm vừa rồi quá nhiều khó khăn, quá nhiều thứ mà mình phải xử lý trong vòng một năm như vậy. Thì tại sao? Xem chiếc clip vừa rồi thì thấy toàn là thành công, toàn là thành tích, không biết là động lực từ đâu mà khiến hai anh có thể vượt qua tất cả những khó khăn như vậy ạ? Dạ, trước khi chia sẻ trả lời câu hỏi của Phát đây thì em là Quỳnh Lập, đại diện cho anh Hồng Tú và đại diện cho công ty 17 Production. Xin gửi lời cảm ơn và lời chào đầy chân thành đến tất cả anh chị em nghệ sĩ, quan khách, quý báo đài và tất cả những người đã luôn đồng hành chung với em trong thời gian vừa qua. Dạ, và cái ý thứ hai đó là trước khi chia sẻ cái câu hỏi của Phát thì em cũng bộc lộ cái cảm xúc của em ngày hôm nay là em thực sự rất là vui. Là bởi vì tất cả mọi người cũng có thấy rằng trong một năm vừa qua có quá là nhiều điều, những cái biến cố xảy ra đi. Nhưng mà ngày hôm nay cứ một năm là đúng cái thời điểm này là em sẽ có một cái thank you bạc thi để mà gửi lời tri ân đến tất cả mọi người. Và hôm nay có mặt tới tất cả các anh chị em nghệ sĩ, chị Diệp Hương, anh Đại Nghĩa, cô Hồng Vân, rồi chị Cá Như, chị Lâm Vĩ Dạ và các bạn đồng nghiệp, anh em trong nhóm Tí Lia và trong ekip làm phim của em. Và cái điều đặc biệt ngày hôm nay luôn, em rất là cảm động là tất cả quý báo đài có mặt đầy đủ, không sót một ai. Từ những báo quy củ nhất đến những báo trẻ nhất, là nói chung là hỗ trợ em rất là nhiệt tình trong một năm vừa qua và những năm trước đó nữa. Điều này em vô cùng trân quý và em xin gửi lời cảm ơn vô cùng chân thành ạ. Dạ. Là bởi vì một cái câu nói rất là quan trọng luôn là muốn thành công thì phải có truyền thông, thì các anh các chị đã giúp em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và bây giờ quay trở lại chia sẻ câu hỏi của Phát. Thì một năm vừa qua là một cái năm khó khăn, là bởi vì cái may mắn của em á là em là diễn viên nhưng em có ekip nên em chủ động được tất cả mọi thứ. Đáng lẽ là đầu năm 2020 em có nhiều dự án cá nhân đó, nhưng mà cái tình hình kinh tế nó quá là căng thẳng đi, nên đâm ra là mình phải gác lại hết tất cả mọi thứ mà bắt đầu bơm vô những cái là phát sinh. Và lúc đó thì em tính toán cũng suy nghĩ rằng là bây giờ mình phải làm cái gì mà trong công ty của mình có thể làm thôi, thì nó ra cái show đi một cái men. Và một trong những cái chiếc clip mà làm cho mọi người mà yêu thích thích thú nhất đó là cái mà đưa COVID mà em đã cùng hợp tác với lại Đậu Hôm Đấy và Rap TikTok nữa, để mà cùng mang đến những cái thông điệp chia sẻ để bảo vệ sức khỏe của người trong cái khoảng thời gian rất là căng thẳng đó luôn. Và em nghĩ rằng là những cái đó em làm là làm phát sinh thôi, nhưng mà vô tình làm chơi lại ăn thiệt. Và cái đó là cái may mắn của em, là bởi vì cái xu hướng lúc đó là mọi người chỉ ở nhà, và một khi đã ở nhà rồi mọi người thích xem ở trên YouTube, mà bây giờ mình phải suy nghĩ chắc là mình phải làm như thế nào để vừa bảo đảm cái an toàn cho mình, cho ekip, thì có thể tự sản xuất clip ở trong công ty của mình thôi. Một góc có 16 mét vuông mình làm nên một show, một nén nhang. Và khi mà em xong 5 tập rồi, mọi người hỏi là tại sao không ra tập thứ 6, là bởi vì xong 5 tập là hết giãn cách. Khi mà hết giãn cách rồi bắt buộc em phải đi ra ngoài, thì lúc đó là em tham gia rất là nhiều những web drama của chị Nam Thư, của cô Hồng Vân, rồi web drama của anh Dương Lâm, chị Thu Trang, anh Tiến Luật, của chị Việt Hương nữa. Nói chung là năm nay là năm em được kết nối với lại rất là nhiều anh chị nghệ sĩ để mà em cùng đồng hành với lại mấy anh chị, là bởi vì những năm trước đây là em tự sản xuất những sản phẩm cá nhân của em thôi. Và em nghĩ năm nay là cái năm em được kết nối với mọi người, và chính vì sự kết nối thành công đó mới có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay ạ. Dạ, em cảm ơn. Và đó là anh nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Đúng rồi, trong cái đó mình phải cố gắng mình mời mình mó cái khuôn mình ra. Chứ bây giờ mà bản thân em là diễn viên, ví dụ em ế show thì một mình em chịu, em Chính Tú cũng chịu, nhưng sau lưng em là một công ty, em phải làm như thế nào để kiếm cái kinh tế về để cho nhân viên của em. Có thể rằng là trong thời gian vừa qua rất là nhiều công ty thậm chí là kém may mắn là có bị giải thể, là cái thứ nhất, thứ hai là phải cắt nhân lực hoặc là cắt lương, nhưng nhân viên công ty của em là không bị cắt lương mấy anh chị, đúng không ạ? Không cắt lương. Ồ, mà dễ thương một cái là nhân viên của em chủ động xin giảm lương, nhưng em không chịu, vẫn để lương y nguyên như vậy. Đó, không có bẻ rồi, bác Sơn ơi.
Và em nghĩ đó là cái để mình giữ được cái sự yêu thương của nhau. Tại vì đối với em, mọi người đồng hành chung với em này là chỉ có thương nhau mới đồng hành được tới bây giờ. Thực sự không thương là không làm được gì hết. Chứ cần trong tình thương mà nó xích mích một chút xíu thôi là phải giải quyết liền để mà cùng nhau đồng hành cho tới bây giờ. Dạ. Thì không biết là trong năm vừa qua thì điều gì làm cho hai anh ấn tượng nhất ạ? Anh ấn tượng gì với mình không? Nhiều quá hay sao? Anh Tú anh lo nhiều quá, anh phò hả? Cái điều ấn tượng nhất của Tú năm qua là Tú có thể mở được tin lành. Có nghĩa là đây là một cái thứ mà hai đứa không có dự tính trong đầu luôn. Ban đầu tụi em tính mở bún cá. Sao vậy? Sao mở bún cá? Tại vì đó là đặc sản của Long Xuyên à. Nhưng mà cuối cùng thì là gia đình thì cấm cản dữ lắm. Tại vì do là dịch thì là từ Tết là đã có nghi nhóm rồi. Cho nên là xong rồi cái sau đợt đó mới giãn cách cái là hai đứa bỏ ý định luôn. Bỏ ý định bán bún cá ra khỏi đầu luôn. Mà mở bún cá là ai đứng thế? Anh hay là có, nếu mà mở bún cá là kêu mấy cô mấy dì ở trong dòng họ lên. Tại vì mà bà ngoại đẻ nhiều dữ lắm, mấy cô mấy dì là nấu ăn đủ hết tất cả các món luôn, là đã về với đó là coi như là chuẩn bị đầu bếp học công thức hết rồi, là để chuẩn bị lên đây để mà làm thôi. Nhưng mà đùng một cái dịch thì mình chỉ sợ rằng là cái tình hình về ẩm thực nó không có được ổn định, cho nên là phải suy nghĩ bây giờ mình phải đầu tư, mình kinh doanh cái gì mà không bị thiêu. Không bị thiêu. Chỉ có đá phong thủy là không thiêu thôi mọi người. Nó để hoài, nó để càng lâu nó càng quý. Nên em quyết định làm đá phong thủy. Và chỉ trong vòng 2 tháng em với Tú phải làm hết tất cả mọi thứ để ra cái showroom đầu tiên. Thì em không biết như là trời xui đất khiến hay là như thế nào á. Tại vì sau khi em làm một cái nhang xong ngay cái tập thứ tư, là một cái tập em đề cập đến cái vòng đá. Thì mọi người cứ hỏi, ủa Phật là Quỳnh Lập ơi, có biết cái vòng đá đó ở đâu không? Hoặc là có nhiều người hỏi là tỉnh cái vòng đá đó đâu vậy, để cho anh hay là chị hay là cho con tỉnh với. Thì lúc đó em hay đi đợi đi chùa, em cũng mang một đống như vậy nè. Cái mọi người thích vậy không? Mọi người thích thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Chia sẻ xong cái em mới nói là nếu mà thỉnh á, mọi người muốn cho đọc hoang mỹ bao nhiêu cũng được hết trơn á. Cái mọi người cứ để tiền, để tiền, để tiền vô. Cuối cùng xong hết một năm đó mở ra là mấy triệu bạc. Ủa dạ, cái này chắc là có duyên hay sao đó. Cái em thấy được quá đó. Cho nên là bắt đầu là mình thôi, mình kinh doanh một cái mặt hàng mà cái mặt hàng nó mang đến niềm tin cho mọi người. Và cái thời đại bây giờ rất cần niềm tin, và đó là Tinh Lâm đang ở. Dạ. Và có biết là cái tên Tinh Lâm là anh đã tính toán sẵn từ trước mà. Từ năm rồi là mình có Pháp Sư Mù anh ha, là một nhân vật của anh là tên Tinh Lâm. Rồi anh lấy tên đó anh đặt cho cái chuỗi cửa hàng của mình luôn hay là sao? Cũng có suy nghĩ, cũng có suy nghĩ, lúc đó là cũng suy nghĩ nhiều thứ lắm. Cái gì mà cũng mà suy nghĩ là mình đặt coi là pháp duyên hay là huệ duyên hay là cái gì mà tình duyên rồi đủ thứ hết trơn á. Cái gì mà duyên duyên vô mà cái gì nó mang tính hơi giáo lý một chút xíu, cái mình nghĩ thôi mình kiếm cái gì đó cho nó ấn tượng mà mọi người đã biết về nó đi. Thì mình vô tình mình nhớ đến cái tên Tinh Lâm, là bởi vì nhân vật Tinh Lâm cũng bán một đá phong thủy. Dạ. Và không biết là trong năm 2021 thì dự định của hai anh như thế nào? Và đặc biệt là những hoạt động của 17 Production như làm sao, có anh có thể chia sẻ cho mọi người không? Anh nói từ nhỏ trước đi. Thì trong năm 2021 thì có thể là tôi sẽ lấy lại những dự án mà năm qua hai đứa đã bỏ lỡ. Ví dụ như tình hình dịch bệnh có thể kiểm soát được thì cái đầu tiên tôi sẽ bấm đó là cái series Làn Sóng Xanh Sao. Đó là xe, đó là chuỗi parody luôn. Có nghĩa là nó là bao gồm đưa bên cạnh điều đó thì bây giờ mọi người thấy là Quỳnh Lập nó rõ ràng là càng ngày á thì Quỳnh Lập càng là càng bay cao bay xa, mà Quỳnh Lập lại còn hơn anh Thành Lộc ở chỗ là Quỳnh Lập biết kinh doanh nữa. Anh Lộc bên nhà tôi thì không biết kinh doanh, trời ạ, anh chỉ biết làm nghệ thuật thôi, nhưng mà riêng với Quỳnh Lập thì lại thêm cái kinh doanh, mà kinh doanh rất là nhạy bén luôn. Trời ơi, ông kiếm được cái mặt hàng không thiêu thối, một cái mặt hàng mà càng để lâu càng quý, ai mà nghĩ được trời. Thì bây giờ là cô biết là con sắp sửa làm cái chi nhánh thứ ba mà ở đường đi bộ đó mọi người, thì còn hốt nữa mọi người ơi, là bởi vì là du khách ở các nơi sau này hết Covid là du khách nước ngoài nữa thì sẽ hốt nữa nha. Rồi chúc con mọi điều thuận lợi, một năm mới sức khỏe bình an, và con cũng chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe bình an nha mọi người ơi. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Xin mời người chị Việt Hương chị có thể gửi một vài lời chúc đến Quỳnh Lập cũng như phòng chủ. Dạ, trước tiên Việt Hương xin chân thành cảm ơn các quý báo chí đã thương yêu thằng em của Việt Hương có mặt rất là đông ở dưới đây. Hồi nãy đi từ dưới chi chào mà chưa có đông đủ thì lên trên đây cũng chói quá không thấy.
cho nên là thôi Việt Hương cũng thay mặt cho mấy anh em trên đây chào luôn lần, chứ để từng người cầm mi cũng chào lại hết thì lâu. Chào tất cả các quý báo chí có mặt ngày hôm nay đã yêu mến Quỳnh Lập cũng như Hồng Tú, và đặc biệt các em nghệ sĩ trẻ hay là người lớn chắc đứng đây hết rồi. Xin đại diện luôn nguyên group ở trên này xin ra chào và chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Hương xin lỗi là hôm nay thì cứ nghĩ như là mọi năm Quỳnh Lập làm như gia đình, cho nên cái chân Hương đau, Hương chọn một cái đôi dép không có mang giày, thường đi tiệm mình phải mang giày cho nó sang, cho nên Hương xin cáo lỗi trước. Cái thứ hai nữa là Việt Hương vào đây thì Việt Hương để ý toàn bộ trên tay của người nào cũng đeo một cái vòng tay của Tinh Lâm. Việc thứ nhất là bán ế cho đông, cho nhiều, hai là bán đắt quá nghệ sĩ mua đó, thì coi như là về cái phần mà buôn bán là thấy là làm ăn ngon lành. Đó, thấy ai cũng đeo, chị Dân đeo 3 sợi dạ, rồi ai cũng đeo trên tay hết, làm như phải đeo để biết mật mã để được vô ăn dạ. Thấy vậy là hỏi êm rồi, về cái phần kinh doanh thấy êm. Còn về cái phần diễn thì năm nay chắc có lẽ là Quỳnh Lập là một trong những diễn viên trẻ mà có nhiều web nhất trên mạng và thành công nhất về cái phần làm những cái viral cho nhãn hàng, thì em là thấp đầu luôn, hốt hết hầu hết viral luôn, kể dạ có tổng kết luôn, kể cả là đắt show như là bé Dạ hay là nhiều cái show mà web drama như bé Như cũng không bằng Quỳnh Lập năm nay. Quỳnh Lập là hầu hết luôn, các nhãn là kiếm em luôn, em coi như là chúa chùm về cái phần đó năm nay, thì coi như quá ngon rồi, không còn gì để nói đó. Hồi nãy có mượn chị chính chỉ chưa có trả tiền. Ủa chính chỉ vàng hả chị? Dạ không có gì nào ra đó. Chiều nay tự nhiên nó gọi cho em trong một cái hốt hoảng, chịu chị bây giờ chị cứ chiều hay có vàng gì nhà thì cho mượn vậy đó, vất vả gì đâu có gì mà Việt Hương đâu có ở nhà đâu, cái là nó tấn vô nhà Việt Hương lấy chưa trả tiền cho bạn được trơn trọng, thì em cũng phải nhắc chứ là ăn quá mượn nợ mà không có thấy trả tiền được trơn trọng. Thôi bỏ qua hả, vậy bà rủ Hùng làm phim quá vậy. Hùng làm phim, Hùng là làm cái phim Pháp Sư Phụ năm ngoái là có Nghĩa đóng, các ba anh em và mấy anh em cứ tính tình với nhau để làm những cái mà về Quỳnh Lập thích, làm về cái gọi là tâm linh đó. Đó thì Lập có Hùng rủ Hùng năm sau làm phim nữa, và mong là tất cả các quý báo chí cũng như các em trẻ và các anh chị lớn nữa ủng hộ tinh thần của tụi em để năm sau tụi em gom lại tụi em quất một cái phim nhựa. Hứa vậy thôi, thấy không? Cuối năm rồi còn có 20 ngày nữa là mình qua năm mới rồi, mình hứa cái đi cho nó tự như là nó có phong thủy, tiền của được nó tràn vô đó. Trong giờ tới anh Nghĩa đi. Dạ, thôi em nghĩ rằng là chị lớn nhất là chị Vân, rồi kế là chị Hương nói cũng đã thay lời cho em rồi. Bây giờ nếu như mà muốn nói nữa đó thì để cho hai em nhỏ bên đây chút xíu. Dạ, Như với Dạ có gì chia sẻ với Lập thì còn các em nói nha. Một trong hai người tôi đại diện thôi, Dạ đi. Dạ là cái người mà khéo ăn khéo nói nhất á. Dạ là cái người văn hay chữ tốt. Nói là như hoa nở, lời nói như hoa nở. Chúc anh Lập với Tuấn câu thôi. Rồi mời em là Dạ đừng ngại nữa, anh biết em hồi xưa học giỏi văn mà đúng không? Anh Nghĩa đấy. Dạ anh Nghĩa nói giỡn. Chứ hồi nhỏ em dốt văn dữ lắm. Dạ thì nhân dịp Tết đến xuân về. Nghe là như đám chưa liền. Em xin gửi lời chúc đến Quỳnh Lập và Hồng Tú cũng như anh Nghĩa để em nói, cũng như là công ty 17 Production, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và hy vọng là năm sau, năm 2021 thì Lâm Y Dạ được gửi gắm cái web drama đầu tiên trong cuộc đời mình cho 17 Production. Wow, chưa gì là cái lúc đó là hàng rồi. Nhân tiện nha, dạ nhân tiện chị Dạ nói là làm sao có quán ăn mang, chị Dạ hy vọng là Lập viết riêng cho chị một vai trong phim của chị Dạ nha. Dạ sẵn tiện em gửi lời chúc đến cặp đôi Hồng Tú Quỳnh Lập, cặp đôi đối với em là sóng thần một cái năm năm nay sẽ tốt hơn năm rồi nữa, và thiệt là rực rỡ và mang thêm nhiều sản phẩm thật hay và ý nghĩa cho cộng đồng, và điều quan trọng nhất là chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ có nhiều sức khỏe và may mắn trong năm mới ạ. Yeah. Xin được cảm ơn các anh chị, và bây giờ xin mời các bạn cùng chúng ta